Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Sở Tài chính. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức. Hàng năm có 9 trên 9 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo kế hoạch. Các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Sở Tài chính thực hiện hoàn thành, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, duy trì và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 ước đạt 3.278 tỷ đồng, bằng 62% dự toán chính phủ giao và bằng 45% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ với số tiền 238 tỷ đồng, bổ sung lương cho ngành y tế với số tiền 54 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 100.000 lượt hộ nghèo đón Tết Nguyên đán với kinh phí 43,4 tỷ đồng. Bố trí kinh phí phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí 460 tỷ đồng, thực hiện quyết toán 441 dự toán hoàn thành thuộc vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác, giá trị đề nghị quyết toán trên 4.162 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc tham mưu các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, phân tích nguồn thu ngân sách nhà nước bền vững để có giải pháp thực hiện. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, Đảng bộ Sở Tài chính cần chỉ đạo quyết liệt làm sao triển khai đồng bộ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo công tác chi thường xuyên. Đẩy mạnh quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Đảng ủy của xã. Phải tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai các cái nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến phát triển kinh tế, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Và đặc biệt ấy, là phải phát huy cái vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt. Rồi phải phát huy cái vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc tổ chức các thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại sở. Trong công tác xây dựng Đảng, chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí là tiếp tục quan tâm vì đây là cái sở đa ngành đa lĩnh vực liên quan đến tiền bạc thì phải tiếp tục tăng cường giáo dục, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho đủ trình độ năng lực chuyên môn để mà phụ trách các mảng lĩnh vực mà nó có nhiều cái tương tác với doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 21-25 và đề án một số giải pháp tạo nguồn thu của tỉnh và tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Đây là một cái nghị quyết rất là quan trọng để chúng ta định hướng, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành để phối hợp để chúng ta thu đúng, thu đủ, rồi tăng nguồn thu, rồi nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Sở Tài chính cần tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp trụ sở các cơ quan đơn vị, đặc biệt là tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, bao gồm cả trụ sở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.